Nè, bây giờ tới tôi bóc để coi được gì. Súng. Cắm trại bóc súng làm gì? Phải bóc được nước giống tôi nè, khác uống. Mày đưa cho tao. Súng đó con. Mày cũng đưa cho tao. Rồi bây giờ đây là tất cả các món vũ khí mày bóc đi. Tao cũng mong là bóc được súng như mày á. Tới lựu đạn. Lựu đạn. Trời, bóc được súng như mày còn chấn lột được. Cái trái lựu đạn vậy để làm gì? Còn trái nữa cho mày nè. Cười. Nani? Chạy tất cả anh em ở đây, tụi mình sẽ làm clip cắm trại. Yeah! Cắm trại trong nhà. Để phá cách hơn, tụi mình sẽ cắm trại trên sân thượng anh em. Chứ tin tụi mình sẽ bóc thăm anh em. Được gì đây? Lèo. Được cái lèo. Yeah! Tao được cái lèo rồi. Đầu tiên anh tôi được lèo anh em. Yeah! Tiếp theo tới gặp anh bóc anh em. Tao cũng được lèo. Yeah! Lèo, lèo. Đúng rồi, được lèo. Tao được lèo. Mẫu mặt nhỏ. Được lèo nhỏ thôi ông nội, mừng dữ vậy. Lèo này ở cái gì? Rồi tiếp theo, anh tôi bóp tiếp đi. Do dụng cụ có hạn nên tụi mình phải bóp thăm để được hên xui dụng cụ. Nước ngọt. Trời, mày được con nước ngọt. Đúng rồi, cắm trại cần nước để uống chứ. Đây là tất cả các loại nước. Gặp anh bóp coi được nước gì? Nước. Đúng là nước luôn. Nước dung dịch vệ sinh. Hả? Phụ nữ. Đem về đi. Ok nè em, bây giờ tới mình bóp. Xong rồi tới anh mình bóp anh em. Hả? Bóp được phiếu thu tiền nước anh em. What the fuck? Đâu ra nó rớt cho đây vậy? Bây giờ tới ngành tôi bóp anh em. Gì vậy? Sao bóp cái gì tùm lum hết vô vậy? Ờ, thằng nào bỏ tùm lum vô. Bóp ra từ lây hộp mẹ anh em. Rồi hôm nay chỉ có một chai nước lọc thôi. Bây giờ mày bóp đi. Trong đây có hai lá phiếu, 50-50. Một là trúng nước lọc, lá phiếu thứ hai là không trúng. Ủa vậy là nguyên đám có con trai hả? Ừ. Ôi vậy là hiếm lắm á. Tao sẽ cố gắng. Rồi bóp đi. Yeah, tao trúng nước rồi. Đúng rồi anh em. Vậy là anh tôi trúng rồi. Chúc mừng mày. Cái nước thuộc về mày. Hey, what happened? Này nó uống hết rồi. Vậy nước đâu tao uống? Căng bụng quá, nò quá. Sao mà uống nước của nó? Mày phải trả lại công bằng cho tao chứ. Ừ, nước nó nhả ra nè. Trả mày đó. Trả mày á. Thôi trả mày á, uống đi. Tao trả công bằng cho mày nè Huy. Mệt tay này quá anh em, thằng này uống chẳng được. Thôi khỏi, có thằng uống rồi. Bây giờ hiệp 2 thì mình sẽ đi siêu thị để cắm trại ngoài đường anh em. Mua xúc xích nướng ăn lại TV. Mình có xúc xích rồi, mua chi nữa. Xúc xích nào? Hả? 3 thằng, có sẵn 3 cây rồi. What? What the fuck? Tụi mình mua khoai lang nướng anh em. Lấy TV lựa củ nào mày. Ê, người ta bắt bây giờ. Không còn dấu vết luôn. Có mua cá nướng lấy TV. Ờ, có thể mua con cá nướng đi. Ê, người ta có khuyến mãi kìa. Khuyến mãi gì? Mua con cá. Khuyến mãi. Cái con cá nó ăn. Mua xong rồi anh em, bây giờ tụi mình lên xe đi thôi. Súc mẹ cái yên của tao rồi. Bây giờ tụi mình rửa sơ đồ ăn rồi đem đi cắm trại nướng anh em. Rửa sơ lên TV. Rửa sạch chứ mày, rửa bằng nước sạch. Ăn đau bụng cái đám sao? Ờ, vậy kỹ tốt. Đúng rồi anh em. Rửa mặt cái đã nóng quá. Mày rửa xong mày hỉ hứng hết vô cái tô rồi. Xíu mày ăn là bình mày luôn đi ha. Rửa nước muối, vậy là sạch rồi đó anh em. Bây giờ tụi mình đi ra cắm trại nướng ăn anh em. Ngọc Anh, mày thích thằng tôm lắm mà, xíu mày ăn không? Thôi thôi thôi, mày ăn mình mày đi. Chuẩn bị đồ đạc hết rồi anh em, bây giờ xách ba lô đi cắm trại thôi. Khoan ly tươi, ba lô mày đem gì nhiều vậy? Đi cắm trại mà, đây mày cả đánh răng được các kiểu á. Ủa có đem nữa hả, chút cho tao mượn đánh ghé nha. Rồi. Nè nè. Tụi mình đang ở nhà cũ, tụi mình mua dĩa nướng để xíu tụi mình nướng. Đây có cái hồ cá của em tôi nè anh em. Tụi mình mua tôm cua mực để nướng, chỉ thiếu một món.
Em mình nó có nuôi ngốc nè anh em. Mình chơi với nó, mình lấy đem theo mình nướng luôn anh em. Báo của em à? Ở đây có cái sông nè anh em. Bây giờ mình cắm trại đây được luôn á. Bây giờ mình để trại đây, cắm trại đây đi anh em. Bị dướng nè. Bây giờ mày cắm trại ở đây nha anh em. Đây là cái trại nè. Dạ coi. Đây là cái trại nè anh em. Đây là cái trại nè anh em. Cái này tụi mình sẽ kiếm củi hay kiếm than bỏ vô. Tụi mình nướng đồ ăn nha anh em. Đây là cái dĩ nướng đồ ăn nè. Tụi mình có mua hải sản để nướng. Tụi mình sẽ lấy cái dĩ bên đây. Bỏ lên. Cầm anh. Mày bị khùng hả? Gì? Đánh vậy nè. Tụi mình có mua đá nước nữa nè anh em. Bây giờ tụi mình sẽ lượm củi để nướng đồ ăn anh em. Sao ở đây không có cây củi nào vậy anh em? Nãy thấy nhiều lắm mà. Tao lượm hết rồi. Bỏ củi ở đây sao bắt lửa nha anh em. Phải uống miếng nước giải khát cho đỡ nóng anh em. Trời đây sao không biết sao nóng quá anh em. Nóng mà cũng cháy mặt luôn á. Nóng ghê hồn luôn. Mày ngồi kế đống lửa mà sao không nóng? Bây giờ mình ngồi ở đây mở xúc xích anh em. Chế tao miếng nước két ơi. Ok. Phải đủ với mày ơi. Wow. Sau khi đổ tuyến, anh tôi nó bắt lửa thì tàn khói không mà anh em. Này dở ghê. Bây giờ tụi mình ướp thịt anh em, để tụi mình ướp. Chị lộn. Cậu anh. Gì? Là lấy cái dĩ là đây nướng thịt. Ok mày cái dĩ đúng không? Ừ cái dĩ á. Vậy nè, nướng đi. Má phỏng. Thụ mã ý tao là lấy luôn than luôn mới nướng được. Này khờ ghê anh em, bây giờ phải hốt than vô lại nè anh em. Ai biết mày nói lấy cái gì? Sao mày không nói lấy than với dĩ lại luôn? Bây giờ mình sẽ bỏ thêm một bịch nước nữa cho nó đậm đà gia vị. Trộn cho nó đều đi lấy tivi. Đúng rồi anh em, mình bỏ nước vô, mình phải trộn cho nó đều nó mới thấm gia vị, thịt nó mới ngon. Hết rồi. Không có đem cái muỗng. What? Anh tôi đang quạt cho lửa nó lớn, tụi mình nướng thịt cho nó ngon nha anh em. Cậu anh lấy giùm ly đá cậu anh. Đây có nước đầy đủ hết luôn. Rất là top. Mày đừng quạt ngang chúng đến tao á. Mày quạt dọc được không? Ừ mày đổ quạt dọc đi, quạt ngang chúng người xung quanh á. Quạt dọc dọc kìa nè. Ừ đúng rồi. Cho lửa nó lên hiểu không? Oh no. Cuối cùng sau một hành trình gian nan thì tụi mình đã có lửa để nướng thịt rồi nè em. Nhìn ngon quá nè em. Ngon ngon. Đối diện là bờ sông anh em. Mình mà có cần câu cá, mình câu cá là hết bài luôn á. Chết rồi anh em. Quên em tô dĩa. Làm sao mà đựng đồ nướng? Mình tận dụng cái bánh chén làm cái dĩa luôn anh em. Ủa không có đũa rồi sao ăn mày? Chết rồi anh em. Mình quên em đũa luôn rồi. Mình trở về thời cha ông anh em. Rửa tay sát khuẩn. Bốc ăn luôn anh em. Ừ, ngon á. Chấm qua sao ngon ngon ngon. Ừ. Quá tương ớt. Ê cậu anh đi đâu mày? Cậu anh đi lấy tương ớt chấm rồi. Mình có mua một cây wasabi anh em. Cái gì? Mày chấm wasabi mày ăn hả? Thôi nhìn giống muối ớt xanh quá à. Anh em ơi, bây giờ ba anh em cùng phước cùng hưởng. Ba con tôm anh em, mỗi đứa một con. Trời tụi bay chừa cho tao con bự vậy. Đúng anh em tốt. Ừ ừ ăn đi ăn đi. À, cay quá. Anh em tốt luôn. Ê, hai con này có chín không Lê TV? Hai con này hả? Theo kinh nghiệm của tao á, ăn vô bụng đi rồi chiều mới biết là chín hay không. Ờ đúng rồi anh em, nhìn hai con mà tuột không biết có chín chưa nữa. Khét luôn rồi. Ăn thôi. Mình ăn đồ nướng, uống nước ngọt, quá là tuyệt vời luôn anh em. Mới ăn con tôm mà đói thấy mẹ tuyệt vời cái đầu mày. Đúng rồi anh em, nãy giờ tụi mình bắt lửa 2 tiếng đồng hồ mới nướng được có 3 con tôm chín nè anh em. Rất là đói luôn. Ờ anh em ơi, ba anh em mình có phút cùng hưởng và có hai mà tuột anh em. Tôi lấy mà tuột này, còn mà tuột đen này hai ba ăn đi. Nani? Giỡn thôi anh em, con mà tuột này thì ngon nè, còn con này sao đen thù lùi à, ghê quá anh em. Đây là cái gâu mà tuột kể tụi mình nướng nè anh em. Rất là ngon luôn, mình phải thưởng thức mới được. Ngon thiệt mày, thôi để tao bù lại đút cho mày ăn lên tivi. Ừ vậy mới được chứ. Cảm ơn mày nha, tốt ghê á. Ừ, ngon quá anh em. Xin lỗi mày nha Lay TV. Tao xin lỗi. Đây tao bóc cho mày nó hơi... Anh em mình có phước cùng hưởng. Hai tụi bay hai cái đùi gà này đi. Trời, cảm động quá mày. Ngọc Anh, lần đầu tiên thấy tốt đi luôn á. Còn cái này là của tao.
Trời, hai cái này nhỏ mà cái này bự vậy. Thôi quỷ. Cái này đen thui ăn được mày? Ờ, cái này đen đen cuốn mật nè anh em. Ăn được, ăn được. Mày cứ ăn đi. Được không? Được, mày cứ ăn bình thường sao đâu. Vậy hai ba ăn đi. Tao nhường á. Tao không ăn, mày ăn đi lấy tivi. À, tao cảm thấy no rồi sao mày ơi. Thôi tao không ăn đâu. Tụi mình quên em đổ anh em, phải bóp bằng tay anh em. Nóng không? Nóng quá. Lò nữa rồi, mày nóng quá anh em. À, nóng quá. Này chín tụi mình mới ăn được nha anh em. Chín rồi nè, mày ăn không? Oh no. Tôm tụi mình ướp nước thịt á, ngon lắm anh em. Ăn thử két. Ngon không? Ngon. Tối ăn cái gì cũng ngon hết trơn á. Vậy hả? Ăn không? Ăn không đứa đồ anh em. Đủ quá. Còn hai con à. Ở cho tao. Ở mấy tao mày chia đôi con này đi, mỗi đứa ăn cắn miếng. Ok. Ờ, con này tốt nhất cả anh em. Bạn ơi. Ui, sao ăn. Tụi mình có 3 cây xúc xích anh em, mỗi đứa 1 cây. Ờ, vậy đi, đỡ chia. Ừ, vậy chói đều. Tao ăn trước nha. Ờ. Ừ, nóng 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 á, mới nữa. Oh no. Thôi, không ấy tụi bay. Thôi, mỗi đứa vận mai chia ai mày ơi. Lột xúc xích gan ngon ghê anh em. Xúc xích ngon quá anh em. Chờ tao với nha Lay TV. Ừ. Nãy ăn tôm mày chờ tao dưới đây à. Giờ cho mẹ dưới đây nè. Để kiếm còn gì nướng không anh em? Thấy là còn có trứng gà đó. Ủa thằng nào mua hay vậy con cái à? Nướng ăn chung cho tình cảm anh em. Hồi nãy giờ tụi mình dành nhau quá, cái này mình nướng ăn chung đi.